Sô đồng phụ nữ thường khắt khe khi đánh giá về nhan sắc bản thân, mặc dù với người đối diện họ luôn rạng rỡ, xinh đẹp. Với Ngọc Dung, chúng tôi không tôn vinh vẻ đẹp hoàn hảo theo những áp đặt của xã hội, mà tôn vinh sự nỗ lực để đẹp theo cách riêng. Đó là những điển hình về vẻ đẹp đa sắc, hoàn toàn không bị giới hạn bởi bất cứ tiêu chuẩn nào của thời đại. Một hình mẫu phái đẹp từng bị tấn công dồn dập bằng những đả kích, chê bai, bạo lực ngôn từ bởi mạng xã hội, không trốn tránh, phớt lờ, luôn sẵn sàng chọn cách đối diện, gạt đi sự khắt khe khi đánh giá về nhan sắc, để tỏa sáng đầy mạnh mẽ. Một hình mẫu phái đẹp khi đứng trước những tiêu chuẩn mà xã hội vô tình áp đặt về vóc dáng, làn da, luôn bản lĩnh bỏ ngoài tai, chọn cho mình một lối đi riêng để bật lên vẻ đẹp dịu dàng. Một hình mẫu phái đẹp không chấp nhận trói buộc bản thân trước những vỏ bọc định kiến về các đặc điểm nhất định trên cơ thể, tự tin phá vỡ những khuôn mẫu được gắn ghép bởi số đông để toát lên vẻ đẹp đầy sự năng động và khác biệt. Một hình mẫu phái đẹp khi đối diện với những gò bó về các định kiến dành cho mình trong đời sống thường nhật, sẵn sàng nêm nếm những gia vị đậm đà trong vai trò một người nội trợ để bừng sáng toàn diện vẻ đẹp sâu sắc. Với Ngọc Dung, phụ nữ sẽ luôn tỏa sáng cho dù họ đẹp mạnh mẽ, dịu dàng, đẹp năng động hay đẹp sâu sắc. Chúng tôi luôn tôn vinh tất cả những nỗ lực ấy để mỗi người sẽ đẹp theo cách riêng của mình. Mừng 8 tháng 3, chẳng cần đẹp hoàn hảo, hãy nỗ lực để đẹp theo cách riêng. Ngọc Dung, đẹp mãi với thời gian.